gọi là Le Jardin de Amour. Thì khu vực vườn hoa này nó sẽ có tổng diện tích là 7 khu vực vườn hoa lớn nhỏ khác nhau. Mỗi khu vực vườn sẽ có một cái sự kiến trúc và thiết kế khác nhau nha. Hôm nay chúng ta là chúng ta đi ngang qua khu vực vườn để loài hoa được xem là biểu tượng của khu du lịch Bà Nà Hills, đó chính là hoa đào chung. Cây này chỉ là cây hoa giả, còn bây giờ xuống dưới chùa chúng ta sẽ thấy cây hoa thật. Hoa thật. Nhìn như hoa giả. Ui giời, thiên đường. Lên sách cho, lên sách cho. Rồi bây giờ quay lên anh ấy. Quay lên đây. Rồi quay dưới. Đừng bắt tay đấy. Quay như này nữa gì? Quay lên xe. Ai rồi, ai rồi, bác ơi, tưởng là cái ô tô nào nó cứ đâm vào mình. Đi trước đi em. Quay. Còn anh chị nào đã có gia đình về mà láo khoáng đi một mình nó về có tự nhí dáng chị không? Yeah. Rồi thì mình đi chị nha. Không bao sau ạ. Tại vì bây giờ tranh thủ giờ kia chúng ta cứ đi ngoài trời hết đi học để chúng ta tham quan sau. Bây giờ đây là khu vực hầm rượu, là một trong những cái di tích cuối cùng và là cũng là duy nhất của người Pháp còn sót lại trên khu du lịch Bà Nà Hills. Và khu vực này, hầm rượu này tính cho đến nay còn tại gần 100 năm. Và hầm rượu này nó được khoét vào một quả đồi có chiều cao là 30 mét. Và nhiệt độ trong hầm rượu này luôn luôn có thể từ 16 đến 20 độ C. Lát nữa sau khi chúng ta tham quan